Một số người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dačić cho biết, phần mái bê tông phía trên lối vào ga tàu đã bất ngờ bị sập gây ra vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ và y tế cùng hai máy xúc cỡ lớn đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Thủ tướng Serbia Milos Vucevic đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời gọi đây là một ngày đen tối đối với đất nước. Ông yêu cầu mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân sự cố, cũng như trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Nhà ga ở thành phố Novi Sad đã được xây dựng từ năm 1964 và vừa được cải tạo gần đây.